Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau mở ra lời Chúa để chúng ta cùng học. Xin bà chị em chúng ta mở ra trong Thánh Văn đoạn 1, từ câu 43 cho đến câu 51. Văn đoạn 1, câu 43 đến 51. Tôi đọc một câu và xin Thầy Thánh đọc một câu, chúng ta sẽ đọc đối đáp với nhau. Qua ngày sau, Đức Chúa Giêsu muốn qua xứ Galilê tìm Philip mà phán rằng: "Hãy theo ta." Philip gặp Nathanael nói với người rằng: "Chúng ta đã gặp đấng mà Môi-se chép trong luật pháp và các đấng tiên tri cũng có nói đến, ấy là Đức Chúa Giêsu ở Nazareth, con của Joseph." Đức Chúa Giêsu thấy Nathanael đến cùng mình, bèn phán với người rằng: "Này một người Israel thật, trong người không có điều dối trá chi hết." Nathanael lại nói: "Lạy thầy, thầy là con Đức Chúa Trời, thầy là vua Israel." Ngài lại phán: quả thật ta nói cùng ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên con người." Xin mời cho em đọc câu 50 và câu 51 một lần nữa. Bắt đầu. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Vì ta đã phán cùng ngươi rằng, ta thấy ngươi dưới cây vả thì ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc lớn hơn điều đó." Ngài lại phán: quả thật ta nói cùng các ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên con người." Chủ đề tôi chia sẻ với Hội Thánh hôm nay đó là thấy việc lớn hơn. Đây là phân đoạn Kinh Thánh khá đặc biệt, bởi vì sao? Chỉ có một mình sách Văn có ghi lại điều này mà thôi. Và đây là cái câu chuyện mà môn đồ hóa, từ một cái người gặp Chúa và người đó bắt đầu giới thiệu Chúa cho người khác. Và ở đây chúng ta thấy rằng là Philip đã giới thiệu Chúa cho Nathanael. Và sau đó thì Nathanael có một cái sự biện luận, mà cuối cùng thì ông quyết định ông gặp Chúa. Và khi gặp Chúa rồi thì lúc bấy giờ Chúa nói là gì? "Ngươi sẽ thấy việc lớn hơn, và trời sẽ mở ra, thiên sứ Đức Trời lên xuống trên con người." Chúng ta theo Chúa, chúng ta cần muốn được tăng trưởng trong Chúa nhiều hơn. Chúng ta muốn mỗi một ngày chúng ta hiểu Chúa nhiều hơn, mỗi một ngày kinh nghiệm Chúa nhiều hơn. Nó không chỉ là kinh nghiệm về sự cứu rỗi, nhưng kinh nghiệm về sự chữa lành, kinh nghiệm về sự giải cứu, và hơn thế nữa, kinh nghiệm về chiều sâu của tình yêu, kinh nghiệm về sự dấn thân, về sự hy sinh, và về bước đi theo Chúa. Và không ai trong chúng ta mà chúng ta không mong muốn rằng mình có một trải nghiệm cao hơn. Các môn đồ cũng vậy, thưa anh chị em. Khi họ theo Chúa một thời gian, và đến khi mà Chúa nói về việc Ngài phải chịu thương khó, thì lúc bấy giờ các môn đồ đã nói gì? "Lạy Chúa, xin Chúa cho con đứa được ngồi bên tả, đứa ngồi bên hữu." Có nghĩa họ muốn một cái gì đó hơn. Ông bà chị em có muốn kinh nghiệm quyền phép của Chúa hơn không? Có muốn kinh nghiệm sự sức giàu của Chúa hơn không? Và nếu chúng ta muốn thì chúng ta sẽ có những cái điều kiện mà trong phân đoạn Kinh Thánh này có nhắc cho chúng ta. Tất nhiên không phải chỉ có những điều kiện này để chúng ta thấy việc lớn hơn, nhưng sẽ có những việc lớn hơn khác và những cái điều kiện để anh chị em sẽ thấy những việc lớn hơn. Tôi lấy ví dụ, Phi-e-rơ đã từng theo Chúa và ông là một ngư phủ. Ông biết một điều rằng bước xuống nước là sẽ bị chìm. Nhưng cái lúc mà Chúa Giêsu Ngài đi bộ trên mặt biển, tất cả 11 môn đồ khác nói rằng là con ma. Nhưng mà Phi-e-rơ nói là sao? "Nếu phải là Chúa, hãy cho con đi bộ trên mặt biển mà đến." Có phải ông muốn làm nổi không? Hay là ông muốn kinh nghiệm Chúa hơn ? Dạ, ông muốn kinh nghiệm Chúa hơn. Bởi vì ông đã thấy Chúa có đầy quyền năng. Có những lúc chúng ta khao khát để thấy quyền năng của Chúa, thấy rằng đặt tay là được lành ngay. Tôi nhớ cách đây khoảng 6-7 năm, khi mà cô Hồng Y đến, là cô chưa có tin Chúa, đi cùng với cô Thang. Đến đây sau khi tôi giảng xong thì cô nói là cô tin Chúa.
À, xin lỗi, là chưa tin Chúa cho nên cầu nguyện được chữa lành thôi. Hỏi bị bệnh gì? Nói tôi bị thoái hóa cột sống rồi gì nữa đó. Thất về địa điểm. À bây giờ cầu nguyện đồng tin không? Tin và đặt tay lên thì lập tức sự chữa lành đến ngay anh chị. Nhưng mà nó có phải là như vậy hoài không ạ? Hay là sẽ có một cái thời gian chúng ta cầu nguyện nhiều lần nhưng mà phép lạ vẫn chưa xảy ra? Có. Điều đó không có nghĩa là Chúa không có quyền năng. Nhưng tôi cho mà cho em thấy một cái điều này. Khi con trẻ đó, nó không cần phải đòi hỏi, chúng ta cũng canh giờ để cho nó bú và cho nó ăn, đúng không ạ? Nhưng khi nó trưởng thành rồi, nó 5 tuổi, 7 tuổi rồi, thì chắc chắn một điều nó đói là phải nói là gì? Mẹ ơi, ba ơi, cho con ăn. Rồi lớn hơn một chút nữa, ba mẹ nói đồ ăn ở trong kia kìa, con đói là con vô con lấy, con tự chế biến con ăn, vì ba mẹ đã dạy cho con cách để mà nấu thức ăn rồi. Nhưng mà nếu nó cả 15, 16, 20 tuổi nó vẫn nằm đó, mẹ ơi con đói bụng cho con sữa đi, được không ạ? Chúng ta thấy là không được rồi, phải không? Cho nên đôi lúc khi chúng ta bắt đầu mới, chúng ta cầu nguyện dường như là cầu gì được nấy, cầu xin gì được nấy. Tại vì sao? Chúa muốn dùng phép lạ đó để chúng ta yêu Chúa, kinh nghiệm Ngài và thấy được cái quyền năng của Chúa để chúng ta bước đi. Nhưng tăng trưởng hơn nữa, bắt đầu có lời Chúa, thì Chúa muốn chính chúng ta phải vận dụng lời Chúa. Dựa trên lời Chúa, đức tin được bám vào trong lời Chúa để chúng ta cầu nguyện và phép lạ xảy ra tùy theo đức tin của chúng ta ở trong lời. Cho nên vì sao các mục sư thì muốn rằng tất cả ông bà chị em làm sao có lời Chúa, nhiều lời Chúa chừng nào càng tốt chừng này. Để vì chính qua lời Chúa đó Thánh Linh sẽ Chúa vận hành. Khi ở sáng cô Liên có chia sẻ, cô Liên nói là ông bà chị em có một cái câu kinh thánh nền tảng nào để nói rằng Chúa ban cho mình về sự giàu có không? Có nghĩa là trong kinh thánh có quá nhiều lời hứa, nhưng lời hứa nào là lời hứa mà cho chúng ta về quyền phép nè, lời hứa nào về sự chữa lành nè, lời hứa nào về sự giàu có? Mỗi một cái lời hứa đó khi nó thuộc về chúng ta thì chúng ta mới có thể nhận được phước hạnh ở trong lời hứa đó. Cho nên nếu ai cầu nguyện mà thấy rằng chưa có nhậm lời, không có nghĩa là Chúa không hành động đâu. Hãy tiếp tục cầu nguyện nữa, tiếp tục kêu nữa, giống như người đàn bà Canaan, cho đến khi Chúa nói là sao? Không băng quăng bánh cho chó. Thì bà mới nói lại Chúa, nhưng mà mấy con chó con ăn bánh vụn trên bàn của chủ rớt xuống. Và lập tức Chúa nói đức tin người lớn việc phải xảy ra theo đức tin của người. Cho nên nếu chúng ta chưa có thấy được phép nguyện phép, vẫn tiếp tục kêu cầu nữa, để Chúa Ngài sẽ hành động một cách siêu nhiên trên đời sống của chúng ta. Amen bà chị em. Amen. Trước khi đi vào phần này, tôi xin hỏi ai trong bà chị em muốn thấy việc lớn hơn ở trong Chúa? Dạ, bây giờ chúng ta sẽ xem những điều kiện nào để có thể chúng ta sẽ thấy những việc lớn hơn ở trong Chúa. Nào bây giờ chúng ta trở lên trên. Cái câu chuyện giữa Philip và Nathanael trao đổi với nhau, thì Nathanael là một người biết có lời Chúa, ông có đọc lời Chúa. Và ông Kinh Thánh ghi chính này, Nathanael nói rằng há có vật gì tốt ra từ Nazareth được sao? Philip nói hãy đến xem. Tức là gì? Bản thân của ông có đọc Kinh Thánh, và Nazareth chỉ là một cái thôn rất nhỏ. Trong lời hứa của Chúa nói về dòng dõi của người nữ, đấng Silo hay đấng dẹp loạn hay đấng cứu rỗi hay đấng Messiah đã có lời hứa. Và Miche thì nói là gì? Ở tại Bethlehem, cái nơi nhỏ đó đó, sẽ ra một đấng chăn Israel. Nhưng mà họ không nghĩ nếu một người chăn Israel, một người là vua của Israel, một đấng cứu thế của Israel là phải sanh ở trong một nơi cung điện vàng ngọc. Đó là cách suy nghĩ của con người. Kể cả những người nhà thông thái, họ cũng nghĩ rằng Chúa Giê-xu hay là đấng Messi được sanh ở tại cung điện, cho nên họ đi tìm Chúa ở trong cung điện. Nhưng mà ở đây Chúa lại ở Nazareth, cho nên Nathanael mới nói là gì? Há có điều gì tốt ra từ Nazareth? Đôi khi chúng ta cũng có một cái nhìn giống Nathanael vậy, phải không? Theo ông bà chị em, cái người lãnh đạo đầu tiên của Hội Thánh là một người dốt hay là một người đại học? Tại sao Chúa dùng người đó? Phải chăng là người dốt Chúa dùng? Thưa không, Chúa không phải Chúa dùng người dốt, mà Chúa không có dùng người học thức. Tại vì sau đó chính Phaolô là người học thức mà Chúa dùng Phaolô một cách rất là lớn lao. Cho nên tại sao Chúa dùng? Chúng ta cần biết được, bởi vì con người đó
phẩm chất đó đã sẵn sàng để cho Chúa Ngài dùng trong ngày của Ngài. Cho nên chúng ta cũng vậy, hãy chuẩn bị một cách sẵn sàng để khi Chúa dùng là chúng ta đã có sẵn sàng rồi. Bây giờ chúng ta xem tổng cộng có tất cả là 6 cái, năm cái điều liên quan về cái để việc lớn hơn. Điều thứ nhất, chúng ta xem ở trong câu 47. Đức Giê-xu thấy Na-thê-ên đến cùng mình, bèn phán với người rằng: này, một người Y-sên thật, trong người không có điều dối trá gì hết. Cái điều đầu tiên để một người có thể thấy việc lớn hơn, đó, người đó phải là người Y-sên thật. Vậy thì với cái tiêu chuẩn này toàn bà chị em có không? Mình là người Việt Nam mà. Nhưng mà người ta nói gì? Là Chúa Ngài thấy Na-thê-ên mà nói là ngươi là một người Y-sên thật. Khi Chúa nói điều này thì đã có một cái gần như là một có một tiêu chuẩn mà người ta phân biệt đâu là người Israel bình thường và người Israel thật. Bởi vì Chúa nói tiếp là gì? Vì không có thấy sự dối trá trong người chết. Như vậy người Israel thật là người như thế nào đây thưa bà chị em? Nếu như nói người Israel thật chỉ là con người Israel hay là dân tộc Do Thái thì toàn bà chị em không có cái điều gì, một dính dáng gì ở đây hết, và chúng ta gần như không bao giờ thấy việc lớn của Chúa. Khi chúng ta nói đến cái từ Israel thì chúng ta biết rằng ở trong Sáng Ký chương 32, đây là lần đầu tiên mà Kinh Thánh nói đến từ Israel. Gia-cốp là một người được Chúa rất là yêu thương, ưu ái. Và sau 20 năm ông đã chạy trốn anh và cha của mình, thì bây giờ ông phải trở về để gặp lại anh của mình. Thì trên cái hành trình trở về thì tại cái rạch Gia Bốc, tức là từ câu 24 trở đi đó, có một thiên sứ hiện đến và ông đã vật lộn với thiên sứ. Và cái thánh ghi là gì? Ông vật lộn với thiên sứ và thắng thiên sứ. Và thiên sứ đòi nặng nặc là phải ban phước cho tôi, bởi vì nếu không ban phước thì tôi không buông người ra. Thiên sứ mới hỏi tên ngươi là chi? Ở trong câu 27 đáp rằng tôi tên là Gia-cốp. Ngươi lại nói tên ngươi sẽ chẳng là Gia-cốp nữa, nhưng tên là Israel, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta, ngươi đều được thắng. Đây là lần đầu tiên cái từ Israel được nói đến. Như vậy khi ông xưng tên ông là Gia-cốp thì Chúa nói là ngươi không còn gọi là Gia-cốp nữa, mà ngươi được gọi là Israel. Vậy thì Gia-cốp có nghĩa là gì? Gia-cốp là người nắm gót, trong nghĩa là nắm gót tím vị, lừa đảo hay là nói dối. Và đó là bản chất của Gia-cốp, lừa anh gạt cha. Dẫu vậy, phần cuối tôi sẽ nói đến, dẫu cho Gia-cốp có như thế nào chăng nữa thì Gia-cốp vẫn được Chúa theo và gìn giữ và ban phước cho ông. Sau khi nói như vậy thì Chúa nói là tên ngươi không là Gia-cốp nữa mà là Israel. Tên Israel trong tiếng Hebrew có nghĩa là vật lộn cùng Đức Chúa Trời, trong khi tên Israel nghĩa thuộc linh có nghĩa là người cai trị như con trai của Đức Chúa Trời. Như vậy Israel không nói về hình thể Israel, nhưng Israel đang nói về bề trong của Israel, hay là bề trong của con người đó mới là Israel. Cho nên người muốn kinh nghiệm được quyền năng của Chúa thì người đó phải là người Israel thật. Trong giao ước mới, người Israel thật là người như thế nào? Thứ nhất, người đó phải là người tin Chúa. Chúng ta xem Galati đoạn 3 câu 6 câu 7, xin chiếu máy để chúng ta cùng đọc với nhau. Galati đoạn 3 câu 6 và câu 7. Rồi, chúng ta cùng đọc. Như Abraham. Xin đọc lại. Như Abraham tin Đức Chúa Trời thì đã kể là công bình cho người. Vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Abraham. Gia-cốp là con của cái dòng dõi thế hệ thứ ba. Abraham sanh Isaac, rồi Isaac sanh Gia-cốp. Và Đức Chúa Trời thường ngày có một cái lời hay là có cái câu mà Ngài nói là ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Chúng ta còn nhớ cái câu đó không? Điều đó không có nghĩa là Ngài chỉ là Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Gia-cốp mà thôi.
Nhưng Ngài có một cái nghĩa rất đặc biệt. Tại vì Gia-cốp là kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo, nhưng mà Chúa vẫn yêu, bởi vì Chúa có cái giao ước với lại Abraham. Cho nên khi nói Đức Chúa Trời của Abraham là Đức Chúa Trời của giao ước, Đức Chúa Trời của lời hứa. Thứ hai, Đức Chúa Trời của Isaac là Đức Chúa Trời của sành thín. Bởi vì bà Sarah đã 89 tuổi mới mang thai, trong khi dạ con không còn khả năng mang thai nữa, nhưng mà Chúa đã làm để Isaac ra đời. Đức Chúa Trời của sự thành tín vì lời hứa của Ngài, sau 25 năm đứa con được chào đời. Và khi nói Đức Chúa Trời của Gia-cốp là Đức Chúa Trời của lòng thương xót, bởi vì Gia-cốp không xứng đáng nhưng Chúa thương xót. Và từ Gia-cốp đó Chúa đã cho ra tất cả là gì? Là 12 chi phái của Israel. 12 chi phái đó vẫn được nhắc tới ở trong sách Khải Huyền và ở trong Trời Mới Đất Mới, vẫn được nói về 12 chi phái đó. Vậy thì Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Gia-cốp, và chúng ta nói rằng là người tin Chúa thì người được gọi là con cháu thật của Abraham. Vậy tôi và bà chị em có tin Chúa không? Nếu tôi là tin Chúa thì chúng ta mặc dầu là người Việt Nam nhưng mà chúng ta đều là gì? Con cháu thật của Abraham nha. Vậy thì con cháu thật của Abraham chính là Israel. Amen. Chúng ta xem tiếp câu kinh thánh tiếp theo. Người Israel thật đó là người giống Chúa Giê-xu. Chúng ta xem ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 24. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 24. Dạ, chúng ta cùng đọc. Và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Như vậy khi nói người Israel thật là nói về cái con người bề trong, không nói về con người bề ngoài. Đức Chúa Trời nhìn chúng ta là nhìn bề ngoài hay nhìn bề trong, bà chị em? Còn chúng ta thường nhìn nhau là nhìn bề ngoài hay bề trong? Ủa sao kỳ vậy? Chắc là tại vì chúng ta không thể nào nhìn thấy được bề trong, phải không? Dẫu chúng ta không thấy bề trong nhưng chúng ta vẫn thấy lời của Đức Trời nói về người bề trong. Giả sử anh chị em nhìn hình dung bên ngoài của chúng ta, người thì mắt to, người mắt nhỏ, người mũi cao, người mũi thấp. Rồi đôi khi chúng ta thấy là người hát hay, người hát dở, người hát đúng tông, người hát lệch tông. Không quan trọng. Tất nhiên chúng ta phải tập thôi, nhưng mà điều đó không quan trọng, bởi vì Đức Chúa Trời Ngài nhìn chúng ta buổi sáng hôm nay thờ phượng là Ngài nhìn tổng thể con dân của Ngài là những đền thờ để hiệp lại thờ phượng Chúa, hay là nhìn là đứa này mặc áo này đẹp, đứa kia mặc áo kia xấu, phải không? Hay là đứa này dâng hiến nhiều, đứa kia dâng hiến ít? Không, Đức Chúa Trời chúng ta không nhìn bề ngoài, nhưng mà Đức Chúa Trời nhìn thấy ở trong lòng. Và Ngài nhìn thấy những Israel thật đang thờ phượng Đức Chúa Trời buổi sáng hôm nay. Amen. Ngài nhìn thấy chúng ta là Israel thật. Và kinh thánh là gì? Đức Chúa Trời ở trong Giê-xu, Ngài nhìn và Ngài không kể tội lỗi cho con người, vì Ngài nhận thấy tất cả chúng ta đều thánh khiết tuyệt đối, và chúng ta bước đi ở trong lửa của Thánh Linh, trong sự sống của Thánh Linh, và thờ phượng Đức Chúa Trời buổi sáng hôm nay. Cho nên bà chị em khi đến thờ phượng Chúa, hãy hết lòng thờ phượng Chúa. Đừng quan tâm cái gì bên ngoài, đừng quan tâm cái gì của người này người kia, nhưng mà hãy quan tâm một điều gì? Tôi đang thờ phượng Đức Chúa Trời hàng sống. Và khi ta thờ phượng Chúa thì Chúa Ngài sẽ ban phước cho những kẻ thờ phượng Ngài. Amen. Cho nên thứ hai, cái người Israel thật đó là người giống Chúa Giê-xu. Giống cái gì? Giống trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Chúng ta giống Chúa trong sự công bình. Ở trong Cựu Ước, khi mà Adam, trước khi Adam phạm tội, thì Đức Chúa Trời Ngài đã tạo Adam trong sự công chính tuyệt đối. Và qua Chúa Giê-xu, Chúa Ngài phục hồi lại để tôi và anh bà chị em giống Đức Chúa Trời trong sự công bình và giống Đức Chúa Trời trong sự thánh sạch của lẽ thật. Qua huyết của Chúa Giê-xu, toàn bà chị em đều thánh khiết hết. Không có một ai không thánh khiết. Hành vi chúng ta có thể khác nhau, nhưng mà qua huyết của Chúa Giê-xu, tất cả chúng ta đều trong sạch và thánh khiết. Ma quỷ thường hay kiện cáo cái tâm trí của chúng ta, cho rằng chúng ta không thánh khiết, chúng ta phạm tội, chúng ta là tội nhân. Nhưng ông bà chị em ơi, Chúa không nhìn chúng ta về hình thức bên ngoài, mà Chúa nhìn bề trong của chúng ta. Và Ngài muốn tôi và chị em chứng tỏ hay là bày tỏ cái con người bề trong ra. Đó chính là Israel thật của Đức Chúa Trời. Điều thứ ba, người Israel thật đó là cái con người bề trong đổi mới liên tục. Chúng ta xem Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 16. Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 16. Chúng ta đọc: vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát
nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Toàn biên bà chị em có thấy người bề trong của mình đổi mới không? Bao nhiêu người từ khi tin Chúa bây giờ chúng ta thấy mình được đổi mới ? Cảm ơn Chúa. Ngay sự đổi mới bên trong mà chúng ta còn nhìn thấy, huống chi là người khác, đúng không ạ? Tôi thấy có một người mà vừa rồi có một người chị em gọi tôi nói cảm ơn Chúa là buồn cái cô kia lắm, nhưng mà cảm ơn Chúa qua lời Chúa được mạnh mẽ và quyết định là tha thứ. Như vậy đó có phải là người về trong đang lớn không ? Và khi có người về trong chúng ta đang trưởng thành lên thì nó bắt phục lại cái yếu đuối của con người bên ngoài của chúng ta. Tôi nói con người bên ngoài chúng ta, tôi nói thiệt với bà chị em, đừng bao giờ chúng ta chỉ người này, ô người kia tệ, tại vì ba cái ngón nó đang chỉ về mình. Có đúng không ? Tôi đang chỉ một ai đó thì ba ngón này chỉ là tôi, đúng không? Cho nên bây giờ mình thay đổi cách chỉ, đừng có chỉ một ngón nữa mà chỉ năm ngón luôn. Thật ra thì chúng ta biết tất cả chúng ta đều có những cái có thể có người khéo giấu cho nên người khác không thấy, nhưng có những người thì họ cũng cứ thật vậy đó, thẳng mực tàu thì đau lòng gỗ ha. Nhưng mà bên cạnh đó Chúa cũng muốn chúng ta gì, nói lời ân hậu đó. Cho nên cái người Israel thật là gì, là cái người bề trong liên tục đổi mới. Mỗi một tuần lễ chúng ta sẽ đổi mới, mỗi một tuần lễ chúng ta bước đi với Chúa, chúng ta thấy mình được đổi mới. Amen chị em. Có ai mà 10 năm, 20 năm mà Vũ Như Cẩn không? Dẫu Vũ Như Cẩn là vẫn như cũ, nhưng thật ra thì người đó cũng có cái hạt giống của Chúa rồi đó. Nhưng mà hạt giống nó chưa được nảy mầm, nó chưa lớn lên, phải không ạ? Tôi thấy có những người 10 năm, 20 năm gặp lại họ cũng y như nguyên vậy, không có gì thay đổi, không gì tiến bộ hơn nữa. Nhưng có những người mới tin nhận Chúa có thể 1-2 tháng thôi là sự thay đổi rất là nhanh. Chẳng hạn như những cái thay đổi mà thấy rõ nhất, chẳng hạn như lời nói nè, rồi cái thái độ, cái cảm xúc của mình. Trước đây thí dụ như mình hay giận dữ, mình hay la mắng, mình hay chửi rủa thế này kia, nói lời tiêu cực, nhưng bây giờ Chúa đã bắt đầu thay đổi và chúng ta bắt đầu nói những lời tích cực lên. Cho nên người y sinh thật là người bề trong đổi mới càng ngày càng hơn. Khi mà tôi cưới vợ, sau khi tôi có con, tấm tình của tôi ngày xưa đến khi tôi cưới vợ, mặc dù tôi hầu vị Chúa cũng được gần chục năm rồi, nhưng mà tính tình tôi không thay đổi, vẫn nóng nảy, vẫn cọc cằn. Và một ngày kia vợ tôi nói: anh ơi, nói thiệt anh nha, mỗi lần mà anh giận lên cái mặt anh dữ lắm. Tôi hỏi: ủa, anh không có dữ? Cái mặt anh bình thường mà. Không, mặt anh dữ lắm, nhìn mặt anh sợ lắm. Bữa nọ cái tôi cũng nói chuyện qua lại này kia, rồi bắt đầu tôi cũng giận. Thế là tôi mới nhìn qua cái gương, tôi nhìn thấy ô, dữ thiệt. Cái mặt dữ thiệt. Vừa rồi tôi phải đi làm cái cho cái tóc của tôi nó mọc lại. Mà chị em biết tóc tôi ngày xưa rất là dày, nhưng mà sau Covid thì nó rụng khoảng trên 50% luôn. Thế chừng tôi đi soi cái gốc tóc thì nó lần là: anh ơi, chân tóc của anh còn, nhưng mà nó mọc ra nó yếu lắm, mọc nhiều rụng hết trơn, mọc nhiều rụng hết. Cho nên bây giờ là phải cho dưỡng chất vô. Thế là tôi lên làm cho họ, họ xịt cái dưỡng chất. Tôi không biết dưỡng chất đó là cái gì, nhưng mà nó là một dưỡng chất. Một lần làm như vậy là 833.000. Họ nói là làm một lần một thôi là sẽ mọc ra coi như là như nấm luôn. Nhưng mà thật sự không phải như vậy đâu, không phải một lần đâu anh chị em. Thì tôi lên thôi bảo tôi nằm. Cái nó nói: anh ơi, anh cần căng da mặt luôn không? Tôi hỏi: da mặt tôi có gì đâu căng. Không, chỗ này của anh nè, nó có một cái vết hằn nè, đây nè. Chắc là anh khó tánh lắm phải không? Chắc anh hay cao có lắm phải không? Tôi nói: không, tôi đâu có cao có. Ủa nhưng mà sao cái này của anh nó hằn như vậy? Tôi nói: không, cười hoài nó hằn vậy đó. Ra cái sự đổi mới sẽ giúp cho chúng ta, bản thân của chúng ta sẽ thấy cái đời sống này nó ấm áp hơn, phải không ạ? Nếu mình căng thẳng thì ai mệt? Mình mệt. Rồi ai mệt nữa?
những người ở với mình cũng mệt. Đúng không ạ? Nếu trong nhà của anh chị em mà có con trai con nhỏ đi, ôi nó quăng đồ tứ lung tung hết trơn, mình ở đó mình chịu được, nhưng người khác lại, ủa ta sao đồ ra chứ mà dơ dữ vậy, hãy không chịu sắp xếp lại. Nhưng mà trong cái mắt của người cha người mẹ thấy con nó bày biện ra đủ kiểu hết trơn, vui hay buồn à? Vui. Ủa kỳ vậy? Bởi vì nó đang khỏe, bởi vì nó đang sáng tạo, đúng không ạ? Nhưng mà người khác thì sao? Ngồi yên, ngồi yên. À, đó là cách của mấy ông bố chăn con. Ngồi im, im đó. À, nó ngồi im, nhưng mà quay qua lại nó cũng nhúc nhích à. Cho nên là chúng ta thấy rằng là đôi khi á, trong cái cuộc sống của chúng ta, khi chúng ta đổi mới, chúng ta sẽ nhìn có một cái nhìn ở trong cái hoàn cảnh á, nó nhẹ lại. Nó nhẹ lại để chi vậy? Để chính chúng ta cũng có cái sự sáng tạo, và chính tinh thần của chúng ta cũng thoải mái. Và Đức Chúa Trời không bao giờ nhậm lời trong lúc chúng ta giận dữ đâu. Nhưng mà ma quỷ nó sẽ khoái lắm khi chúng ta giận dữ và nói ra những cái lời cay độc. Có đúng không anh chị em? Chúa đã biến đổi tôi và tôi trở thành một con người khác, mang ách của Chúa, để rồi có thể giúp đỡ được cho nhiều người. Thì khi có những câu chuyện rất là căng, tôi nghe nhưng mà nghe bằng cái lỗ tai này, nhưng tôi nghe bằng cái tâm tình của Đấng Christ, để tôi xem thôi cái câu chuyện đó và cái sự việc đó nó xảy ra như vậy, rồi mình sẽ có cách nào đó để có thể giúp cho cái câu chuyện được thay đổi. Cho nên người bề trong đổi mới là một điều cực kỳ quan trọng. Trước nhất ích lợi cho chúng ta, và tiếp theo là ích lợi cho những người sống cùng với chúng ta. Tôi hỏi các cô, các cô có muốn rằng chồng của mình lúc nào cũng cao có không? Vậy thì các ông có muốn vợ lúc nào cũng bực mình và không? Cho nên cả hai đổi mới thì sao? Cả hai con người bề trong đổi mới thì cả hai đều sướng, phải không ạ? Sung sướng, và chúng ta sẽ không có buồn ở trong cái căn nhà mình, nhưng mà trong nhà chúng ta sẽ đầy những niềm vui và tiếng cười. Amen. Và Chúa muốn con người bề trong chúng ta đổi mới. Điều thứ tư để cái người Israel thật, đó là con người bề trong là người Giu-đa, mới là người Giu-đa. Ở trong Roma đoạn 2 câu 28 và 29. Roma đoạn 2 câu 28 và 29. Rồi chúng ta đọc với nhau. Vì người nào chỉ bề ngoài là người Giu-đa thì không phải là người Giu-đa, còn phép cắt bì làm bề xác thịt ở ngoài thì không phải là phép cắt bì. Nhưng người bề trong là người Giu-đa mới là người Giu-đa, phép cắt bì bởi trong lòng, làm theo cách thiêng liêng, không theo chữ nghĩa, mới là phép cắt bì thật. Một người Giu-đa như vậy được khen ngợi chẳng phải bởi loài người, bèn là bởi Đức Chúa Trời. Ở đây khẳng định người bề trong là người Giu-đa mới là người Giu-đa. Phép cắt bì bên ngoài không phải là phép cắt bì thật, mà phép cắt bì thiêng liêng hay được gọi là cắt bì bởi Thánh Linh thì đó mới cắt bì thật. Cắt bì bởi Thánh Linh là gì? Đó là lột bỏ tánh xác thịt của chúng ta. Cho nên cái con người bề trong là người Giu-đa mới là người Giu-đa. Và ở trong sách Galati chương 6 câu số 15, vì điều yếu cần chẳng phải sự cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới. Tức là cái con người bề trong chúng ta, cái điều quan trọng là tập chú vào con người bề trong. Từ cái con người bề trong nó mới thể hiện ra được cái bản chất của Thánh Christ. Nếu chúng ta cố gắng bên ngoài bằng cái xác thịt của mình để chúng ta làm cho một ai đó hài lòng, thì bông trái đó vẫn là bông trái của xác thịt. Mọi cố gắng đó dẫn đến sự mệt mỏi cho anh chị em nếu chúng ta cố gắng theo thời gian lâu dài. Nhưng nếu chúng ta mặc lấy Đấng Christ thì nó rất là tự nhiên. Hồi sáng tôi gặp Linh thôi, ủa con ngày hôm qua chứ, tối hôm qua khi các em đến đây tập hát, con có bầu mấy tháng rồi xong không có bụng chưa nha? Dạ con 6 tháng hơn rồi đó. Ủa 6 tháng mà cái bụng không có chưa nha? Nhưng mà Linh thì đó là tăng mấy ký rồi? 5 ký hả? 8 ký. À. Bình thường nếu làm một cô thiếu nữ mà tự nhiên đụng cái tăng 8 ký chắc là mệt lắm. Đúng không ạ?
Nhưng mà trong thời gian 6 tháng, cứ mỗi ngày lớn chút, lớn chút, lớn chút, lớn chút, và bây giờ tăng 8 kg. Có nặng không? Có nặng chứ. Nhưng mà không, nó còn nặng thêm cỡ 10 kg nữa. Còn 3 tháng, ăn 3 tháng chắc là khoảng 6 kg thôi. Cho nên cái đổi mới bên trong anh chị em, cứ đổi mới, gửi người này một cách rất là tự nhiên. Bản thân của cháu Linh không phải là cố gắng để cho đứa con nó phải lớn, nhưng mà tự nhiên trong con người tự nhiên cảm thấy ăn, đói ăn, hồi trước ăn ít, bây giờ ăn nhiều hơn. Và ai nói tại sao ăn nhiều vậy? Không, ăn cho con. Đó cũng là lý do để cho mình ăn thoải mái, đúng không? Và nó lớn một cách rất là tự nhiên. Chúng ta không cố gắng để nắm, để kéo nó lên cho lớn hơn. Khi trồng cái cây của vậy, anh chị em cũng không cố gắng để nắm cây kéo cho nó lớn hơn. Nhưng mà chúng ta cứ chăm sóc và nó cứ lớn. Cái cây này anh chăm sóc hoài không bao giờ lớn nè. Tại vì nó cây giả, không bao giờ lớn được. Nhưng cây thật là nó phải lớn. Cho nên nếu mà cố bên ngoài, bằng cái đóng giả bên ngoài, bằng cố gắng để nhịn nhục, để yêu thương, để sống tốt trước mặt người này người kia, nhưng bên trong chưa đổi mới, thì nó cũng sẽ có một đống xác thịt ở trong đó. Gian dâm ô uế luôn tuồng thờ tượng phù phép thù quán, nó vẫn có đầy ở trong đó hết. Nếu chúng ta ở một cái nơi mà không có ai quản lý chúng ta, chúng ta sẽ thấy xác thịt nó sẽ ra cho mà thấy. Nhưng nếu người bề trong mà đổi mới thì sao? Cho dẫu trước mặt hội thánh hay là ở nhà, vẫn là con người đó. Tại vì không thể đóng giả được, vì nó ở bên trong không thể đóng giả được, nó tăng trưởng lên. Cho nên tôi cầu nguyện để xin Chúa cho con người bề trong của tôi và quý ông bà chị em, nó sẽ tăng trưởng một cách tự nhiên qua lời của Chúa, qua quyền năng của Thánh Linh Ngài. Và chính cái sự đổi mới đó, chúng ta có người bề trong này mà có thấy những việc lớn của Chúa được, thưa anh chị em. Cái điều thứ năm, đó là con người bề trong, đó chính là con trai của Đức Chúa Trời. Galati đoạn 3 từ câu 26 nói rằng tất cả chúng ta đều là con trai của Đức Chúa Trời. Mặc dù chúng ta là con gái và con trai, nhưng mà đối với trong thuộc linh thì Chúa gọi chúng ta là con trai của Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc câu 26. Vì chưng anh em bởi đức tin nơi Chúa Giêsu nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. Về hình thức bên ngoài thì là nam và nữ giới tính, nhưng mà con người bề trong đều là con trai của Đức Chúa Trời. Ở trong Thi Thiên 82 câu 6 nói rằng tất cả các ngươi đều là linh con trai của Đấng Chí Cao. Đó là nói con người bề trong của chúng ta. Rồi Galati đoạn 3 câu 29 lại, nếu anh em thuộc về Đấng Christ thì anh em là dòng dõi của Abraham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa. Và chúng ta thấy ở đây một lần nữa được nhắc lại, đó là con cháu của Abraham. Rồi trước khi chúng ta đi tiếp, chúng ta hãy quay qua bên cạnh này, xin chào con trai của Đức Chúa Trời. Phải không ạ? Phải con trai không? Amen. Chúng ta là con trai của Đức Chúa Trời Chí Cao. Amen. Và là con trai của Đức Chúa Trời phải cai trị như Đức Chúa Trời vậy đó. Như là con trai của Đức Chúa Trời. Và cái quyền năng nó nằm ở bên trong. Quyền năng ở bên trong của con người của chúng ta. Sức mạnh ở bên trong con người bên chúng ta, chứ không phải là bên ngoài. Thú thật bà chị em, trong tuần lễ vừa qua, từ ngày Chủ nhật, có như là sau khi nghe chị Phượng qua đời, rồi bắt đầu trong buổi sáng khuya đó, thì tôi liên tục tôi gọi điện cho anh Tâm là người giúp đỡ cho vấn đề tang chế, rồi sắp xếp tất cả mọi thứ. Rồi trong sáng Chủ nhật thờ vườn Chúa liên tục và giảng luôn cho đến tối, rồi chứ không có thời gian và đi xa nữa. Rồi qua ngày thứ hai dạy lời Chúa, thứ ba dạy lời Chúa, thứ tư, thứ năm, thứ sáu là cầu nguyện, kiêng ăn cầu nguyện, rồi họp ban chấp sự hội thánh. Tôi nói thật, ngày hôm qua tôi đi về, tôi thú thật với bà chị em, tôi để chiếc xe ngay trước nè, để nguyên đêm luôn. Chiếc xe tôi để ngay chỗ trước nè, tôi quên luôn anh Quốc, tôi quên luôn. Khi mà anh về xong tôi nằm vùi luôn, tôi bị sốt luôn, tôi nằm vùi, nhưng mà cảm ơn Chúa là tối nó khỏe. Trong đầu tôi cứ nghĩ rằng là tôi đã đem xe vô rồi, tôi gửi vô ra rồi. Sáng nay vợ tôi nói, anh ơi, hồi tối anh không có đem xe gửi ra, xe nằm trước nè. Nó mệt như vậy đó. Nhưng mà cái con người bề trong nó không có mệt. Anh em để ý đi, cái con người bề trong nếu là Giuđa thật, người sinh thật, thì con người bề trong nó không có mệt. Bên ngoài có mệt, chúng ta có thể mỏi, chúng ta thiếu ngủ, nhưng mà con người bề trong chúng ta khi mà tôi đứng lên tôi giảng thì nó lại khác. Nó không phải là mệt giống như là tôi bị mệt về thể xác.
Cho nên xin Chúa giúp đỡ để rồi tôi mà chị em phải làm sao cho con trai của Đức Chúa Trời bên trong này nè, nó đủ lớn, đủ mạnh trước mọi bão tố, để nó có thể đối diện trước mọi bão tố. Đối diện với người dễ thương nó cũng dễ thương, mà đối diện người khó thương nó cũng thương được luôn. Amen. Đối với thuận cảnh nó cũng ở được, mà nghịch cảnh nó cũng sống được luôn. Amen. Để chúng ta không phải sống theo như là cái gì đó lục bình á. Lục bình là nước rồng thì nó chảy ra, nước lớn nó chảy vô, hay là gió bề nào nó chịu theo bề đó. Chúng ta phải là người mạnh mẽ, con người bề trong của chúng ta. Chúa ngài muốn con người bề trong của tôi bà chị em mạnh mẽ để cai trị giống như chính Chúa Giêsu khi ngài đang ở trên đất mà ngài cai trị vậy. Và nếu tất cả đều là mạnh mẽ, là con trai Đức Trời mạnh mẽ, thì chúng ta sẽ thấy hội thánh như thế nào ạ? Dạ, rất là mạnh mẽ. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Rồi bây giờ chúng ta đến cái điều thứ hai, nói về cái để muốn thấy việc lớn hơn thì con người người Israel đó là như thế nào này? Là không có chút chi dối trá. À, chúng ta trở lại sách Giăng đồng 1. Khi Chúa nhìn thấy Nathanael thì Chúa nói câu như thế này: này là một Israel thật, trong người không có điều dối trá gì hết. Yeah. Bây giờ tôi xin lỗi anh chị em, từ ngày từ nhỏ tới lớn tin Chúa, tới khi tin Chúa, chúng ta có nói dối không? Dạ có. Từ khi tin Chúa đến giờ có nói dối không? Có ai từ khi tin Chúa đến giờ mà không một lần nói dối không ạ? Thì tôi sẽ chúc mừng anh chị em. Dạ. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng Chúa nói là Nathanael là trong người không có điều dối trá, tức là bên trong đó phải nói là nó sạch. Lại một lần nữa chúng ta lại trở lại con người bề trong. Con người bề trong trước khi tin Chúa, nó tức là tiếng nói của lương tâm và nó bị hãm ép. Chúng ta có để ý trước khi tin Chúa có những điều chúng ta làm sai thì cái tiếng nói lương tâm nó cáo trách đúng không ạ? Nhắc hoài, ô mình làm mình nói vậy không được, mình nói cái đó là cái người đã buồn á, hay mình làm cái đó là sai đó. Cũng chẳng biết sai với ai, có thể sai với cái người đó, nhưng nó có một cái tiêu chuẩn về đạo đức mà vốn dĩ khi con người ăn trái cây biết điều thiện điều ác đã có rồi. Đó là cái tiêu chuẩn mà Chúa đã đặt trong lòng của chúng ta. Đó là con người về trong chúng ta. Đó là tiếng nói của lương tâm. Nhưng mà lương tâm thì bị hãm ép. Thậm chí có những người thì Kinh Thánh nói gì? Họ có lương tâm đã lì, tức là bị chai lì. Chai lì là như thế nào? Có nghĩa là giống như đứa con mà nói: mày sao mày lì quá? Mày đứa con đó đã từng được dạy chưa? Có rồi. Nhưng mình dạy rồi mà nó không chịu làm theo, và cứ càng dạy nó không làm theo, thì Kinh Thánh phải gọi nó là gì? Lì quá. Nghe nhưng mà không làm theo thì lì. Lương tâm biết cái điều đó sai nhưng mà vẫn cứ chiều theo cái dục vọng của xác thịt. Và cho đến lúc chúng ta phạm những điều sai trật đó nhưng mà chúng ta cảm thấy cũng không có gì là cáo trách hết, thì đó là lương tâm của chúng ta đang ở trong nguy hiểm. Tiếng nói này nó không còn được tôn trọng nữa. Khi tin Chúa, Thánh Linh sẽ làm chứng cùng với tâm linh chúng ta là chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Thì khi tin Chúa, con người bề trong nó đã có đồng minh Thánh Linh của Chúa cùng với cái tâm linh của chúng ta. Lương tâm trở thành cái tiếng nói mà ý muốn của Thánh Linh muốn nói với chúng ta. Vậy thì khi tin Chúa, có những lúc Chúa cũng nhắc chúng ta, nhắc trước khi phạm tội. Có những điều lần nào mà Chúa nhắc mà chúng ta vẫn cố tình làm không? Rồi sao? Rồi mình thất bại. Và từ thất bại đó chúng ta mới thấy được rằng nếu mình không lắng nghe tiếng của Chúa mà con người bề trong thất bại thì nó sẽ không có đủ cái uy quyền để có thể cai trị. Cho đến khi chúng ta phải học được bài học đó thì chúng ta mới thấy được cái giá trị của lời Chúa dạy, phải không? Như có lần kia, khi tôi quyết định làm việc này, tôi giấu vợ tôi, không cho vợ tôi biết. Tại tôi cho vợ tôi biết thế nào vợ tôi cũng cản. Đôi khi người nữ có một sự nhạy bén hơn người nam. Nhưng tôi quyết định tôi làm. Làm tới chừng thất bại đâu dám nói. Nhưng mà đó chính là cái giá mình phải trả, thưa anh chị em. Giá mình phải trả. Và thậm chí nếu mà tôi nói cho vợ tôi thì tôi cũng dùng cái lý luận của tôi để áp luôn cái lý luận của vợ tôi để vợ tôi phải theo tôi. Nó siêu như vậy đó. Nhưng thất bại rồi thì lúc bây giờ mình thấy phải chỉ mình nghe theo
lúc mà Adam mà nghe theo lời vợ thì hư. À, nhưng mà nếu mà người vợ tin kính thì sao? Cũng nên nghe theo chứ, phải không? Thì mình phải lắng nghe đôi cái điều góp ý của vợ coi như thế nào. Thì cảm ơn Chúa là qua cái điều đó tôi mới thấy được rút ra một bài học. À, có nhiều khi Chúa nhắc cho mình rồi, nhưng mình cũng quyết định mình làm. Và khi mình làm thì mình bị thất bại. Lúc đó chính là cái giá mà chúng ta phải trả cho cái bài học rất là gọi là mắc, đắt giá. Cho nên cái con người bề trong trên con Israel thật đó, con người không có một chút gió trá. Và con người này chính là giống Chúa Giê-xu. Ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 22, Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không có chút chi gió trá. Vậy thì con người này nó có một cái đặc điểm gì mà đến nỗi như vậy? Trong Văn Nhất đoạn 3 câu 9, Văn Nhất đoạn 3 câu 9, ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội, vì hột giống Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời. Kinh Thánh khẳng định là con người bề trong không thể dối trá được. Nhưng mà con người bề ngoài chúng ta đó, thì đôi khi chúng ta trong một cái áp lực nào đó, chúng ta cũng phải nói dối. Người ta đã nói dối. Ví dụ như trường hợp của Abraham, trong một cái áp lực là gì? Bà Sarah quá đẹp, cho nên ông sợ rằng đi xuống với Nam Phương đó, thì vua Pharaoh và người Ê-tô thấy bà đẹp quá thì sẽ giết ông. Nếu ông nói bà là vợ của ông thì sẽ giết ông cho bà sống. Cho nên bà mới lập mưu mà nói, ông lập mưu với bà và nói rằng là bây giờ á, đi vào trong đó thì là em mà phải nói rằng là em là em gái của tôi nha, đừng có nói là vợ, nói vợ là họ giết tôi để cho em sống đó. Làm sao, tại sao Abraham có thể nói dối như vậy được? Cho nên ông tổ đức tin của chúng ta đó anh chị em, trong một cái áp lực ông đã yếu đuối và ông đã bàn một cái mưu. Và chính cái mưu ông bàn đó thật ra nó không có hại, nhìn thấy không có hại gì cả. Mà thậm chí ông có được phước không? Ông và chị em còn nhớ Abraham có được ban phước không ạ? Được. Pharaoh đã cho ông rất nhiều chiên bò lừa, tôi trai tớ gái và vàng bạc nhiều lắm. Vì cớ Sarai, một người nói dối mà được ban phước. Nếu chúng ta dùng cái nói dối đó mà chúng ta nói dối trên thế gian này, chúng ta được phước nhiều lắm á. Và có người nói với tôi như thế này, nói dối mà không có hại ai là được. Bao nhiêu người đồng ý? Tức là nói dối mà không có hại ai là được. Rồi theo bà chị em thì nói dối vô hại đó, có tội không ạ? Ủa có tội tại sao Abraham được phước vậy? Khi ông mà đi xuống Ai Cập đó, thì lúc đó là đang gặp đói kém, có gì hết. Nhưng mà từ Ai Cập sau khi nói dối thì trở về như thế nào? Chiên bò lừa tôi trai tớ gái đầy hết. Cho nên nhiều khi nói dối, lâu lâu nói dối một chút cũng đỡ lắm à. Có phải không? Đúng như vậy. Nói dối vô hại, mình tưởng như không có tội, nhưng mà chúng ta đã mở một cánh cửa để cho ma quỷ đưa cái kế hoạch của nó vào trong dòng dõi của Abraham. Lúc đó nào là chiên bò lừa tôi trai tớ gái đầy hết. 10 năm sau Aga không còn là cô gái 8 tuổi, 9 tuổi nữa, mà Aga đã trở thành một cô gái 18, 19 tuổi, đầy đặn, đẹp đẽ. Aga là người hầu của Sarai, tối ngày chăm sóc bà chủ, rửa chân bà chủ, giặt đồ cho bà chủ. Bây giờ bà chủ sống với ông chủ hoài mà không có con. Tất nhiên Aga không có, chúng ta nhìn thấy Aga đâu có tội gì ở đây đâu. Nhưng mà bà Sarai mà nói thôi, thế này, Abraham, bây giờ lời hứa của chú lâu lắm, giờ tới nay là coi như là 10 năm rồi, mà chưa có thấy gì hết trơn á. Thôi, vì con đòi của tôi kìa, Aga kìa, hồi đó nó nhỏ nhỏ chứ bây giờ nó ngon lành rồi đó. Ông ăn ở với nó đi, biết đâu tôi nhờ nó mà tôi có con thì sao? Cái câu nói đó có hai điều. Một là có thể con của con đòi trở thành con của bà chủ.
Hai là vì có tôi cho đó, giống như tôi gieo ra tôi cho đó, để nó ngỡ với ông, để nó có con, rồi nhân cơ đó tôi cũng được có con. Và cuối cùng thì Abraham nói, oh, good idea. Giờ hỏi mấy ông có vợ nè, nếu mà được đề nghị vậy mấy ông có good idea không ạ? Hãy ít good idea không ạ? Không, tại vì có vợ ngồi cái bên đâu dám không? Nếu chúng ta là người kính sợ Chúa thì chúng ta có thể nói good idea được không? Không. Nếu là người kính sợ Chúa là chúng ta khước từ ngay, phải không? Không được, lời hứa của Chúa là lời hứa của Chúa. Chúa đã hứa rồi, chúng ta đi theo Ngài 10 năm nay rồi. Và anh tin rằng Chúa thành tín với chúng ta, cho nên chắc chắn rằng Chúa sẽ cho chúng ta có con. Chứ không thể nào good idea được. Ông Job nói gì? Dẫu Chúa giết ta, ta cũng nhờ cậy nơi Ngài. Phải không? Lúc mà trong một ngày 10 đứa con chết hết, nhà cửa bị cướp hết, không còn gì cả. Vợ cũng nói là giờ này còn hoàn toàn với Đức Chúa Trời à? Sĩ ban Đức Chúa Trời mà chết đi. Nhưng Chúa nói không. Chúa đã ban cho, chúng ta nhận lấy, bây giờ chúng cất đi, ngợi khen Chúa. Và cái đó nói gì? Trong đó Job không có tội chi hết về môi miệng của mình. Nhiều người thì nói như thế này, tôi nói bên ngoài là như vậy nhưng bên trong tôi không có xấu. Nhưng mà Chúa nói sao? Đầy dẫy bên trong thì miệng mới nói ra. Cho nên nếu trong lòng của chúng ta là y sinh thật, trong lòng chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời, thì bên ngoài có ai o ép chúng ta chăng nữa, chúng ta vẫn có thể nhờ cậy Chúa để từ chối. Hình ảnh của một người kính sợ Chúa đó chính là Joseph. Ông nắm bắt khải tượng, mặc dù ông trung tín nói ra khải tượng, và ông bị quăng xuống hố, rồi sau đó bị bán cho dân Madian, và cuối cùng thì làm nô lệ cho nhà của Potiphar. Và tại đó ông được cất nhắc để trở thành quản gia, trên là Potiphar, dưới là ông. Một ngày nọ, bà chủ thấy cậu thanh niên này đẹp trai quá và tỏ tình, nhưng mà Joseph đã quyết định là gì? Bỏ chạy. Ông biết rằng cái sự bỏ chạy của ông có thể ông sẽ bị chết, bị chém. Ông biết rằng sự bỏ chạy của ông có thể là một tình cây lý gian. Và đúng như vậy. Dẫu vậy, Potiphar vẫn biết được cái tánh tình của Joseph. Và để có thể hoàn tất khải tượng, Đức Chúa Trời đã cho Joseph vào trong tù, mặc dù sự kính sợ Đức Chúa Trời của ông gây nên cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Nhưng mà điều đó là điều mà Chúa đẹp lòng. Cho nên thưa bà chị em, con người Israel là con người bề trong không có chút chi do trá. Chúng ta cần lắng nghe Thánh Linh để cái sự dẫn dắt của Thánh Linh ở bên trong. Chúa ơi, Ngài giúp con, từ bên trong của con người bề trong của con là con người Israel thật. Nếu ai đó ép tôi để đổ rượu trên đầu tôi, đổ rượu trong người của tôi, mà tôi quyết định tôi không uống rượu, dẫu trong miệng tôi, trong bụng tôi có rượu, nhưng mà điều đó là điều tôi đang ở trong cái sự ngay thẳng và chân thật trước mặt Chúa. Vì chúng ta có hạt giống của Đức Chúa Trời, cho nên Kinh Thánh nói gì? Không thể cứ phạm tội. Đời sống càng ngày càng biến đổi và chúng ta trở nên một người, bên trong con người chúng ta là cái tiếng nói cực kỳ là nhạy bén. Bởi vì sao? Bởi vì nó đã sống lại rồi. Tâm linh sống lại và Thánh Linh Trời đang làm chủ để dẫn dắt tâm linh của chúng ta. Và cái điều thứ ba cũng là điều cuối cùng để làm sao có thể thấy được việc lớn. Ở trong câu 48, Nathanael thưa rằng, bởi đâu thầy biết tôi? Đức Chúa Jesus đáp, trước khi Philip gọi ngươi, ta đã thấy ngươi lúc ở dưới cây vả. Đây là một cái dấu hiệu để chúng ta biết được người Israel thật. Chúng ta xem lời Chúa ở trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 4 câu 25. Các Vua nhất đoạn 4 câu 25. Chúng ta đọc cùng nhau mà chưa? Bắt đầu. Trọn đời vua Salomon, dân Giu-đa và dân Israel ăn ở yên ổn vô sự, từ Đan cho đến Bê-e-xê-ba, ai nấy đều ở dưới cây nho và cây vả mình. Đây là một cái nét đặc trưng của Israel, bởi vì cái đất nước ở cái xứ Trung Đông nó ban ngày rất là nóng và ban đêm thì lạnh. Cho nên là họ ở dưới cây nho hay là dưới cây vả đó, những người đang làm việc họ có thể ở dưới cây nho để họ nghỉ mát hoặc là cây vả. Nhưng mà những người mà yêu mến Chúa đó, họ muốn đọc lời Chúa thì họ cũng ở dưới cái cây vả đó để họ đọc lời Chúa. Và cây vả nó đặc biệt lắm, là khi nó ra lá thì nó sẽ có trái. Cho nên khi mà đọc Kinh Thánh hay là nghiên cứu lời Chúa,
mà ở dưới cái bóng mát đó mà có đói bụng á, hái trái vả ăn luôn. Cho nên cái người ở dưới cây vả là một người mà chuyên tâm, khao khát, mong chờ đấng Messi hiện đến. Họ tìm kiếm, họ chờ đợi, cứ chờ đợi như vậy. Cho nên ông mới biết được là gì? Là có cái điều gì ra từ Nazareth mà tốt đâu. Và ông nghĩ rằng theo cách nghĩ của ông là đấng Messi phải được sanh ở trong một cái cung điện ở đâu đó. Tại làm vua mà, thì làm sao mà có thể sanh ra ở tại Nazareth được. Cho nên Nathan là người ở dưới cái gốc cây vả. Vậy thì chúng ta là Israel thật, làm sao chúng ta có gốc cây vả thì chúng ta ngồi? Gốc cây vả của ông bà chị em ở đâu? Dạ, hội thánh. Vậy là một tuần chúng ta có ngồi dưới cây vả 2 tiếng. Vậy thì gốc cây vả của ông bà chị em ở đâu? Mỗi người có thể có một gốc cây vả khác nhau. Có người có thể gốc cây vả là cái bàn. Có người gốc cây vả có thể là cái giường. Có người gốc cây vả có thể là cái võng. Có người gốc cây vả có thể là một cái nơi nào đó mà chúng ta ngồi để chúng ta có thời gian để nghiên cứu. Có ai gốc cây vả là quán cà phê Saba Coffee không? Nếu mà ra ngồi quán cà phê mà đọc kinh thánh được không? Được, chú đâu có cấm đâu. Thường tôi mà ra ngoài quán cà phê một mình tôi á, nếu tôi đi với anh em thì tôi nói chuyện với anh em. Còn một mình tôi thì khác. Một mình tôi có thể tôi mở kinh thánh nè. Đây, trong đây tôi có kinh thánh, tôi soạn. Tôi đọc kinh thánh, tôi nghiên cứu. Thì thế nào khi bắt đầu chúng ta tập trung nơi mà chúng ta không có bị chi phối thì nơi đó là cây vả. Giúp cây vả. Làm sao anh chị em không bị chi phối mà chúng ta tập trung đọc lời Chúa được, nghiên cứu lời Chúa mỗi ngày thì đó là cây vả cho anh chị em. Còn nếu đợi Chủ nhật thì chúng ta có thời gian rất là ngắn. Thờ vượng Chúa xong và chúng ta kết thúc thì chúng ta ăn không được nhiều cái thức ăn thuộc linh. Tôi có biết bà chị em đã nhận những cái quyển sách mỗi ngày học kinh thánh, không biết chúng ta có thường đọc hay không. Nếu ai mà thường đọc thì chắc chắn người đó sẽ tăng trưởng. Tại vì có ăn là có lớn à. Cho nên chúng ta thấy ở đây là người sinh thật là người ngồi dưới gốc cây vả, là người chuyên tâm tìm kiếm Chúa. Và với bất cứ một cái điều gì mà chúng ta chuyên tâm thì chúng ta sẽ thành công. Giống như là mình gọi là nhất nghệ, nghệ nhân gì? Nhất nghệ tinh, nhất thanh vinh. Thanh vinh hả? Thân vinh, là tức là vinh dự. Nhất nghệ tinh có nghĩa là làm một cái nghề gì đó mà nó chuyên tâm, nó thật là giỏi thì người đó sẽ được vinh danh. Còn mà bá nghệ thì sao? Là trần thân. Bá nghệ làm gì cũng được hay là cực. Thật ra chúng ta cũng có một cái phân ban gọi là bệnh viện, thì trong đó có đa khoa đúng không? Khoa gì cũng có. Nhưng thật sự mỗi một cái khoa như vậy nó có một người chuyên khoa. Không thể nào lấy cái người cho chuyên tay một mũi họng mà vô lo bao tử được. Cho nên chúng ta thấy ở đây là cái chúng ta hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Như Phaolô khuyên Timôthê là hãy chuyên tâm cho đẹp được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Như là gì? Người làm công không chỗ trách được ở trước mặt Chúa. Và tôi khích lệ những ai đang dạy lời Chúa. Chúng ta đừng có nghĩ là tôi dạy giáo lý, tôi dạy học sơ sơ tôi dạy được rồi. Không. Dạy giáo lý là người lập nền. Tôi xin lỗi bà chị em, dạy giáo lý còn quan trọng hơn những người mà đứng giảng như tôi nữa đây. Tại vì nếu cái nền mà không có thì sao ạ? Xây lên nó sẽ sụp. Có những người nói tôi dạy thiếu nhi, tôi cầm kinh thánh tôi đọc lên mấy chữ rồi tôi dạy thiếu nhi được. Xin lỗi bà chị em, dạy thiếu nhi còn khó hơn người lớn rất là nhiều. Tại vì sao? Thiếu nhi nó đủ thứ hết trơn. Mà chúng ta cần nó như tờ giấy trắng, chúng ta cần phải làm sao điền vào, vẽ làm sao cho nó đẹp cái tờ giấy trắng này, thì lớn lên chúng ta sẽ có những bức tranh lớn đẹp cho hội thánh của Chúa. Chúng ta đã là học lời Chúa, đã là giảng lời Chúa, dù cho giảng ở cấp độ nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải chuyên tâm. Ngày xưa là tôi dạy giáo lý
liên tục như vậy. Thậm chí tôi dạy tôi không cần cầm kinh thánh, không cần cầm cái quyển giáo lý, tại vì biết tôi nó thuộc lòng luôn. Và tôi dạy như vậy, nhưng mà mỗi lần dạy như vậy tôi thấy được rằng cái điều mà mình nghiên cứu thì nó lại có những điều mới hơn để có thể dạy lời Chúa. Ai muốn được trưởng thành ở trong Chúa, hãy tập sự dạy lời Chúa đi bà chị em. Mỗi lần chúng ta dạy thì chúng ta học hơn, nhiều hơn nữa. Thật ra trong cái hội thánh của chúng ta thấy chỉ có mới có lớp thiếu nhi, còn người thiếu niên, lớp thiếu niên thì chưa có người thầy hay là cô để đặt trách về thiếu niên. Mà cái tuổi thiếu niên, tôi thật với bà chị em, cái tuổi thiếu niên là cái tuổi nhoi nhất. Đúng không ạ? Mơ mộng nhất, đúng không ạ? Toàn thấy màu hồng không mà nhắm mắt lại thấy màu hồng không à? Và tuổi thiếu niên đó, nếu mà chúng ta không có đi đúng đường, và tuổi thiếu niên cũng là tuổi rất dễ bị sai phạm nhất. Dẫu vậy, nếu không có sai phạm, nó không bao giờ nó rút kinh nghiệm được đâu. Cho nên xin Chúa giúp đỡ để rồi tôi và bà chị em là người hãy ngồi dưới gốc cây vả thường xuyên. Khi nào ông bà chị em phải đi vào nồi để lục ăn? Đổi, đúng chưa nào? Vậy thì khi nào chúng ta muốn ngồi dưới gốc cây vả? Chừng nào anh chị em thấy đói thuộc linh? Có những lúc nào chúng ta cảm thấy trống vắng trong đời sống của chúng ta? Chúng ta cần một cái nền tảng, chúng ta cần một câu kinh thánh, chúng ta cần một lời của Chúa để khích lệ chúng ta, để chúng ta có một cái chỗ đứng, chỗ dựa để bắt đầu bước lên trên khi cái vũng bùn hoặc là cái chỗ mà dường như nó bị sập sình. Chúng ta cần phải có cái nền để chúng ta đứng lên. Thì lúc bây giờ đó là gì? Chúng ta phải bước vào cái chỗ của gốc cây vả. Ông bà chị em đừng nghĩ là tôi là mục sư thì lúc nào tôi cũng có đầy lời Chúa. Đúng là có đầy lời Chúa, nhưng không phải lúc nào lời Chúa cũng có thể đáp ứng được nhu cầu hay là cái hoàn cảnh nào đó. Có nhiều lúc sáng ra tôi thức dậy nó rất là trống trải, nó trống, hoàn toàn trống, mà tôi mới phải ngồi lại để cầu nguyện với Chúa, định hình là Chúa ơi, như thế nào ngày hôm nay là ngày thế nào cho con, thì Chúa ngài dẫn dắt con trong ngày hôm nay. Và tôi lại bước vào chỗ cây vả, dưới gốc cây vả, mà bắt đầu tìm xem lời Chúa trong đó, Chúa ngài muốn nói gì. Xin Chúa cho tôi và bà chị em thường xuyên ở dưới gốc cây vả. Amen. Amen. Tại đó, nó chính là những cái yếu tố mà Chúa sẽ hứa lời Chúa ở trong câu số 49 và 50 như thế nào. Na-thên lại nói, Thầy là con Đức Trời, Thầy là vua của Israel. Khi mà Chúa nói gì, ngươi lại xem thật. Khi mà Chúa nói là gì, ngươi không có một chút chia trá. Khi mà Chúa nói là ta thấy ngươi dưới gốc cây vả, thì lúc bây giờ Na-thên nói gì? Thầy là con của Đức Chúa Trời, Thầy là vua của Israel. Na-thên đã có một cái sự nhận diện chính Chúa là con của Chúa Trời hàng sống. Cùng một cách đó, Phi-e-rơ đã nói là Thầy là con của Chúa Trời hàng sống. Thầy là Đấng Christ, con của Trời hàng sống. Đây là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng. Ngoài những cái yếu tố trên, thì yếu tố này sẽ khiến chúng ta có thể nhìn thấy những điều không thể. Câu 50, Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ta đã phán vì cùng ngươi rằng ta thấy ngươi dưới gốc cây vả, thì ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc lớn hơn điều đó. Điều gì khiến cho Na-thên bước vào một cái chặng đường mới, một cái không gian mới? Đó là ông tuyên xưng Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời hàng sống. Và cho nên ngươi sẽ thấy điều lớn hơn. Nicodem đã từng thấy Chúa làm những phép lạ, và ông ban đêm ông đi đến với Chúa, ông nói nếu như thầy, xin lỗi, thầy là giáo sư từ Đức Trời đến, bởi vì những cái việc phép lạ mà thầy đã làm. Nicodem nhìn thấy phép lạ, và Nicodem nói rằng thầy là giáo sư từ Đức Trời đến. Và ngay đó Chúa Giêsu nói, nếu người không sanh lại thì không thể thấy nước Đức Chúa Trời. Và ông Chúa tiếp theo nói như, nếu ngươi không nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không thể vào được nước Đức Chúa Trời. Nhìn thấy phép lạ, thực thi phép lạ, bước vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời là những cái chặng đường mà tôi ông bà chị em phải bước vào. Nhưng khởi điểm của nó, chính mỗi cá nhân phải tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hàng sống. Điều này tôi và bà chị em đã tuyên xưng hết chưa ạ? Có chưa? Bao nhiêu người trong chúng ta đã tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Christ cứu trời hàng sống rồi? Dạ. Nếu chúng ta đã có tuyên xưng thì tôi và bà chị em bắt đầu bước vào trong một cái
không gian mới. Đó là không gian mà Chúa nói là gì? Những thấy những việc lớn hơn. Đừng bao giờ chỉ dừng lại ở những lời văn tự. Đừng bao giờ chỉ dừng lại chỉ là người Israel thật mà thôi. Bởi vì người Israel thật là người được người ta khen ngợi. Đừng bao giờ chỉ dừng lại chỉ là người tin Chúa thôi. Nhưng hãy lớn lên và bước lên những bước chúng ta phải giống Chúa, đổi mới con người bề trong, và chúng ta sẽ trở thành những con người cai trị như là con trai của Đức Chúa Trời để cai trị. Chúa sẽ cho con bà chị em thấy việc lớn hơn. Và điều này chỉ dành cho những người phải chuyên tâm ở với Chúa, chuyên tâm tập trung vào Chúa. Dẫu chúng ta học tập, dẫu chúng ta làm, nhưng cũng dành thời gian để đọc kinh thánh, để thờ phượng, để cầu nguyện, để có thể nghe lại cái bài giảng mà chúng ta được nghe. Vậy thì chúng ta sẽ thấy việc lớn hơn. Vậy thì việc lớn hơn là gì đấy? Câu 51, xin mở lại câu 51. Chúng ta đọc với nhau câu 51 lần nữa. Ngài lại phán: quả thật, ta nói cùng các ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên con người. Vậy việc lớn hơn mà Chúa sẽ cho Nathan thấy là trời sẽ được mở ra cho Nathan. Và thấy cái gì nữa? Thiên sứ của Chúa lên xuống trên con người. Người Israel thật là người có thể thấy việc lớn hơn. Người Israel thật là người có thể thấy thiên sứ của Chúa đền xuống trên con người. Không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng mà Gia-cốp, khi mà Gia-cốp chạy nạn, chạy trốn anh và cha, thì đến một cái chỗ kia, trời tối ông phải ngủ và lấy đá ông kê để ông nằm. Trong đêm đó ông ngủ, ông thấy cái gì ông bà chị em? Thấy có một cây thang bắt từ đất tận trời, và cái gì lên xuống trên cây thang? Thiên sứ. Và ông nhìn trên đầu thang có một tiếng phán của đấng: ngươi đi đâu, ta sẽ theo gìn giữ đó, cho đến khi nào ta làm xong những điều ta hứa cùng ngươi. Trên thực tế Đức Chúa Trời không có hứa với Gia-cốp, mà Chúa hứa với ai? Với Abraham. Mà Gia-cốp là cái gì của Abraham? Là con cháu Abraham. Vì vậy Gia-cốp là người lừa anh gạt cha, nhưng vì ông có trong giao ước, cho nên chuyện đó ta làm cho xong cái giao ước mà ta đã phán với tổ phụ của người. Vậy tôi bà chị em có giao ước với ai ạ? Với Chúa Giê-xu. Vậy Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta, hành động cho chúng ta, có phải vì chúng ta đủ tốt không? Hay là vì giao ước với Chúa Giê-xu mà Chúa hành động cho chúng ta? Vì giao ước với Chúa Giê-xu. Cho nên để nhận được một cái giao ước đầy đủ, một cái tất cả những điều ở trong giao ước đó, thì tôi bà chị em phải đứng ở trong giao ước, phải liên tục ở trong giao ước, phải trung tín ở trong giao ước. Vì nếu không, chúng ta sẽ không nhận được. Trời sẽ mở ra và cây thang bắt từ đất tận trời. Cây thang đó trong tân ước là thấy thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên con người là Chúa Giê-xu. Cây thang là đường đi duy nhất, là lẽ thật duy nhất, là sự sống duy nhất. Không bởi cây thang là Chúa Giê-xu thì không bao giờ ai được đến cùng cha. Thiên sứ cũng sẽ lên xuống trên con người để chuyển tải tất cả những lời cầu nguyện của anh chị em và trả lời cho cái lời cầu nguyện đó. Anh chị em có muốn thiên sứ bận rộn không? Bận rộn 365 ngày hay là bận rộn có 52 ngày thôi? Ở trong Chúa Giê-xu, càng đọc Kinh Thánh, những lời hứa này tuyên bố trong danh Chúa Giê-xu, cái lời hứa này dành cho con, thì sao ạ? Thiên sứ bắt đầu chạy, đem xuống, đem lên, đem xuống. Và tôi nghĩ là thiên sứ chạy với một tốc độ của ánh sáng cực kỳ là nhanh, mà lên xuống liên tục, liên tục, liên tục, liên tục. Chúa nói gì? Trong giới linh đó, đi rất là nhanh. Chẳng hạn như Chúa nói ta thấy quỷ Sa-lăng từ trời xa xuống như chớp. Về thế giới linh nó cũng phải viện binh như vậy. Nhưng trong Chúa Giê-xu thì Ngài cũng muốn thiên sứ của Ngài là những người là các đấng có sức lực để làm theo mạng lệnh của Chúa, là người mà Chúa tạo nên để dành cho những người được hưởng cơ nghiệp. Hallelujah. Cho nên điều lớn hơn, hãy làm sao chúng ta ở trong Ngài để trời mở ra chúng ta qua danh của Chúa Giê-xu. Anh chị em có thể cầu nguyện bất cứ chỗ nào, tại nơi đây trời cũng sẽ mở ra cho bà chị em, để thiên sứ có thể đem sự tiếp trợ, đem sự giải cứu, giải phóng cho tôi và chị em khi chúng ta ở trong Chúa Giê-xu. Alleluia. Cảm ơn Chúa. Thấy điều lớn hơn, thấy việc lớn hơn,
Đó là điều chúng ta mong ước, để rồi tất cả chúng ta đều trở thành những người có ích cho vương quốc của Đức Trời trong những ngày tới. Xin Chúa ngài ban phước cho tôi và bà chị em, để tôi và bà chị em sẽ thấy những việc lớn hơn. Gia-cốp đã thấy việc lớn hơn và ông đã trở thành một lãnh đạo của 12 chi phái của Israel. Xin Chúa ngài ban ơn để rồi trong những ngày tới hãy tiếp tục kêu cầu Chúa và Chúa ơi cho con thấy điều lớn hơn. Muốn thấy điều lớn hơn phải trở thành một Israel thật. Muốn thấy điều lớn hơn là người phải là cái người không có chút chi dối trá, không để sự dối trá nó len lỏi trên đời sống chúng ta. Muốn thấy điều lớn hơn thì chúng ta sẽ là người con trai của Đức Chúa Trời, cai trị như con trai của Đức Chúa Trời. Amen. Xin Chúa ban phước cho tất cả quý bà chị em. Amen. Xin mời chúng ta đồng đứng lên. Mời ban nhạc xin chúng ta bước lên. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.